Sáng ngày 10 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ 14 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn với số tiền giao dịch lên tới 10 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này từ Hà Nội vào Đà Nẵng thuê một căn nhà trên đường Chế Lan Viên thuộc quận Ngũ Hành Sơn và sử dụng mạng xã hội để quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp, thủ tục nhanh gọn. Đáng chú ý, lãi suất cho vay dao động từ 40% đến 60% cho kỳ hạn vay 12, 28, 34 ngày, tức là khoảng trên 600% một năm. Với chiêu thức cho người vay trả góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng, không cần thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Từ đầu năm đến nay, nhóm này đã cho hàng chục người vay tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính 3 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.